Thái Lan họp gấp, huấn luyện viên trưởng sắp mất ghế. Thưa quý vị và các bạn, theo truyền thông Thái Lan, huấn luyện viên Sirisak sẽ có một buổi giải trình trước liên đoàn bóng đá nước này vào ngày 14 tháng 6 về nguyên nhân thất bại trước Việt Nam ở Kings Cup 2019. Như quý vị và các bạn đã biết, ở Kings Cup 2019 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trong trận đối đầu trực tiếp với đội tuyển Thái Lan. Sau hơn một năm phải chịu lép vế và mất đi vị thế của đội bóng số 1 ở Đông Nam Á. Người Thái đã rất kỳ vọng vào trận đấu này và coi nó chẳng khác nào một trận đấu vì danh dự. Thế nhưng đoàn quân của ông Sidisak lại phải nhận thất bại cay đắng ở những phút cuối cùng sau bàn thắng có phần may mắn của Anh Đức. Không nói quá khi cho rằng thất bại trước Việt Nam đã khiến cho cả đất nước Thái Lan tiếp tục rơi vào trạng thái khủng hoảng. Từ người hâm mộ cho đến những người làm bóng đá xứ sở chùa vàng tất cả đều có chung một cảm giác là vô cùng thất vọng. Cũng chính vì trận thua này, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan, ông Sirisak, phải có một buổi giải trình trước Liên đoàn bóng đá nước này về những nguyên nhân dẫn đến thất bại. Theo thông tin từ tờ CN Sport, ngày 14 tháng 6 tới, huấn luyện viên Sirisak và trợ lý của mình là ông Promrut sẽ phải giải trình trước các lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Thái Lan về trận thua trước Việt Nam ở Kings Cup vừa qua. Được biết, sau buổi họp này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng sẽ đưa ra quyết định về tương lai của ông huấn luyện viên trưởng này, người vốn bị nghi ngờ về việc được gắn bó lâu dài với vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan. Trong một động thái mới, mới đây trong nỗ lực kéo bóng đá Thái Lan ra khỏi cơn khủng hoảng, Liên đoàn bóng đá nước này cũng đã bổ nhiệm cựu huấn luyện viên đội trẻ Barcelona là ông Salet Romagosa vào vị trí giám đốc kỹ thuật trong thời gian tới, chính ông này sẽ đóng vai trò trong việc lựa chọn người đảm nhiệm chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan. Một cái tên khác của bóng đá Thái Lan trong thời gian qua cũng nhận nhiều sự chỉ trích của báo giới cũng như người hâm mộ. Đó là cựu huấn luyện viên U23 Thái Lan đã chính thức dẫn dắt đội bóng của Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Alexander Degama và câu lạc bộ Muangthong Thông United cùng ký vào bản hợp đồng 2 năm với mục tiêu lọt vào top 5 Thái League ở mùa này, để mời được huấn luyện viên U23 Thái Lan, Muangthong United đã phải bỏ ra khoảng 20 triệu bạc cùng mức lương được cho là 2 triệu bạc mỗi tháng. Hôm mùng 9 tháng 6, nhà cầm quân 51 tuổi đã từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Thái Lan sau thất bại trước U23 Singapore tại chung kết Million Cup 2019. 3 ngày sau khi quyết định từ chức của huấn luyện viên Gama, trang chủ của câu lạc bộ Muangthong United đã thông báo chia tay huấn luyện viên Yun Jong Hwan. Trước khi dẫn dắt câu lạc bộ Muông Thông United, ông Gama có 7 tháng làm việc cùng U23 Thái Lan. Ở vòng loại U23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình, đoàn quân của chiến lược gia 51 tuổi đã thất bại 0-4 trước U23 Việt Nam. Sau đó U23 Thái Lan cũng không thi đấu thành công tại giải giao hữu Meleon Cup 2019 trên đất Singapore. Vòng loại quân cấp 2022 đội tuyển quốc gia Việt Nam đã chấm dứt cái thời thi đấu cọ sát. Thưa quý vị, với những thành tích đã đạt được trong suốt hơn một năm qua ở mọi cấp độ đội tuyển quốc gia, bóng đá Việt Nam đã cho thấy bước chuyển mình vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là cơ sở để người hâm mộ tin rằng bóng đá nước nhà đã qua rồi cái thời thi đấu với mục đích cọ sát. Giành ngôi vị Á quân tại Kings Cup năm 2019, bóng đá Việt Nam đã cho thấy sức mạnh của nhà vô địch Đông Nam Á trước các đối thủ cùng với khu vực. Điều đáng nói là chúng ta đã chắc suất lọt vào top 16 đội mạnh nhất châu Á. Khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tránh được những đối thủ sừng sọ ở châu Lục tại vòng loại quan cấp 2022. Với kết quả trên, bóng đá Việt Nam giành được 5,2 điểm và tăng một bậc từ vị trí 98 lên thành 97 trên bảng xếp hạng FIFA. Điều này khiến cho bản đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại vòng loại quân cấp 2022 trở nên dễ thở hơn, bởi chúng ta chỉ gặp phải đúng một đối thủ sừng sỏ của châu Lục, còn những đối thủ còn lại có trình độ ngăn ngửa hoặc là thấp hơn chúng ta. Theo thể thức thi đấu hiện tại thì chiếm được vị trí nhất bản là điều khó xảy ra, nhưng Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp bởi có đến 4 suất cho những đội nhì bản có thành tích tốt nhất. Đây là lần đầu tiên mà bóng đá Việt Nam lại sáng cửa đi tiếp đến thế khi bước ra đấu trường quốc tế. Niềm tin vào việc giành suất lọt vào vòng loại cuối cùng quan cấp 2022 của người hâm mộ là có cơ sở, bởi hiện nay bóng đá nước nhà đang sở hữu một lứa cầu thủ tài năng đồng đều ở mọi tuyến. Bên cạnh đó, chúng ta còn may mắn có được một huấn luyện viên thực sự tài năng và tâm huyết với mình bóng đá Việt Nam, nên niềm tin ấy càng được nhân lên gấp bội. Quay trở lại cách đây một tháng trước, bóng đá Việt Nam khi thi đấu ở những giải mang tầm cỡ châu lục như Asian Cup hay vòng loại quân cấp thì chúng ta chỉ đá với tâm lý thắng thua cùng quan trọng bằng việc được cọ sát với những đối thủ mạnh hơn về nhiều mặt để tích lũy kinh nghiệm. Đó cũng là điều dễ lý giải bởi ở thời điểm đó, nền tảng thể lực cũng như là kỹ chiến thuật của chúng ta là không được tốt. Chính việc không có được nền tảng thể lực cùng với tâm lý thi đấu yếu kém khiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam thường bị động trong việc tranh chấp tay đôi hay không còn là chính mình nếu bị đối phương dẫn trước. Thế nhưng những điều đó đã không còn xảy ra với các cấp độ đội tuyển quốc gia Việt Nam khi huấn luyện viên Park Hang-seo lên nắm quyền. Dù rằng ở thời điểm hiện tại đội tuyển vẫn còn nhiều hạn chế về các mặt, nhưng dưới sự uống nắng và chỉ đạo của vị chiến lược gia người Hàn Quốc, các cấp đội tuyển quốc gia đã từng bước trưởng thành chỉ hơn trong một năm qua. Giành huy chương vàng AFF Cup hay là đội bóng mạnh nhất khu vực giờ đây đã không còn là mục tiêu tối cao mà người hâm mộ mong muốn nữa. Với một huấn luyện viên chất lượng tài ba và có tâm, cùng với một lứa cầu thủ đã bắt đầu đạt đến độ chính của sự nghiệp, thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào Đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ thi đấu ngang ngửa và cạnh tranh một cách sòng phẳng với các đối thủ để giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Vòng loại World Cup 2022 và những đối thủ mà chúng ta có thể sẽ phải đương đầu. Thưa quý vị, với việc chắc suất nằm trong danh sách 16 đội mạnh nhất châu Á, đội tuyển quốc gia Việt Nam đang có lợi thế và cơ hội cực lớn tại vòng loại World Cup 2022. Vậy những đối thủ tiềm năng mà chúng ta sẽ đối đầu ở những trận đấu sắp tới có thể là những ai? Đoàn quân của vị chiến lược gia người Hàn Quốc đang đứng trước cơ hội lịch sử để bước vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Bởi sau những giải đấu tương đối thành công thì chúng ta đã chắc suất nằm ở nhóm hạt giống số 2. Với kết quả này, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ tránh được rất nhiều đối thủ cực mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq, Syria, Uzbekistan, Oman hay Kyrgyzstan. Tuy nhiên, tất cả chỉ mang tính chất tương đối bởi lệ bốc thăm bản đấu tại vòng loại World Cup 2022 phải đến tháng 7 mới được tiến hành. Dù vậy, thời điểm hiện tại chúng ta cũng có thể hình dung được một số kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra tại vòng loại sắp tới. Dù chắc suất nằm ở nhóm hạt giống số 2 và tránh được những ông lớn của châu Á, nhưng cũng chưa có gì chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ không rơi vào bản đấu tử thần. Nếu như đen đuổi, đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể đụng độ với những đối thủ sừng sỏ như Jordan. Iran yemen đây đều là những đối thủ thực sự khó nhăn với chúng ta bởi họ sở hữu những cầu thủ chất lượng bên cạnh đó nền tảng thể lực sức mạnh và kỹ thuật của họ cũng vô cùng tốt vậy nên nếu đội tuyển quốc gia việt nam rơi vào bảng đấu này thì vị trí nhi bảng với hiệu số tốt là khá khó khăn Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã không còn e ngại trước những đối thủ mạnh hơn mình, bởi trình độ và sự tự tin của chúng ta đã được vị chiến lược gia người Hàn Quốc cải thiện rất nhiều trong suốt hơn một năm qua. Ở trường hợp thứ hai dễ thở hơn, những ngôi sao vàng sẽ chạm trán với các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á, hay còn gọi vui là giải Đông Nam Á mở rộng. Bởi ngoài những đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á ra, thì chúng ta rất có thể sẽ phải chạm trán với một trong những đội bóng mạnh khác. Nếu được thi đấu ở bảng đấu này thì cơ hội giành vị trí thứ hai là hoàn toàn có thể thực hiện. Bởi trong suốt hơn một năm qua, đội tuyển quốc gia Việt Nam chưa từng để thua bất kỳ một đội bóng nào trong khu vực. Đây sẽ là bảng đấu đáng được chờ đợi. Bởi nếu vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể đối đầu với Thái Lan và Malaysia. Kịch bản được người hâm mộ bóng đá Việt Nam chờ đợi nhất là chúng ta sẽ rơi vào bảng đấu dễ thở với những đội bóng như Trung Hoa Đài Bắc, Mandiver, Đảo Guam và một đội bóng có thực lực tương đương. Nếu kịch bản này xảy ra thì cơ hội giành ngôi đầu bảng đi thẳng vào vòng loại World Cup cuối cùng của đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn có thể xảy ra. Tất nhiên dù rơi vào bảng đấu nào và phải gặp những đối thủ nào thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn phải có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là về mặt nhân sự, lối chơi cũng như nền tảng thể lực dồi dào để có thể cạnh tranh và thi đấu một cách sòng phẳng với bất cứ một đối thủ nào. Trở về từ King's Cup, Xuân Trường bị bỏ quên trong đại thắng của Buriram. Thưa quý vị, dù đã có màn trình diễn khá tốt trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại Kings Cup, sân Trường vẫn không được huấn luyện viên Buriram đoái hoài trong cuộc tiếp đón PTT Rayon ở Thailand. Tiền vệ người tuyên quang phải ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút. Trong khi đó, các đồng đội của anh có một màn trình diễn đầy ấn tượng và trúc tới năm bàn thắng vào lưới của đối phương. Rõ ràng vẫn còn rất nhiều điều sân Trường phải cải thiện nếu muốn được vào sân nhiều hơn. Vòng loại World Cup 2022 đang đến gần. Hơn lúc nào hết, tiền vệ 24 tuổi cần những trận đấu để duy trì cảm giác bóng cũng như phong độ của mình. Còn với Buriram, họ đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Port FC xuống chỉ còn một điểm. Sau những chuệt choạc đầu mùa, đội chủ sân Trang Arena đang tràn đầy niềm tin và bảo vệ thành công chức vô địch Thalys.